Những nguyên tắc tâm linh bạn cần phải nhớ. Hôm nay mình sẽ tóm tắt ở đây vài nguyên tắc sống tâm linh, tức là sống bằng trái tim linh thiêng của chúng ta, để các bạn tiện phân biệt đâu là tâm linh, đâu không là tâm linh. 1. Trước hết, một nguyên tắc chung cho các nguyên tắc tâm linh là mọi quy luật tâm linh, mọi cách sống tâm linh đều không hợp lý nếu ta nói theo lý lẽ thông thường. Thông thường thì hợp lý là hợp với lý luận của con người, như anh đánh tôi thì tôi đánh lại, sống thì phải làm nên sự nghiệp lớn. Đó là hợp lý, hợp luật, hợp đạo đức của con người. Đời sống tâm linh thì anh đánh tôi không đánh lại mà lại yêu anh. Đó là phi lý đối với lý lẽ thông thường. Hay không ham sự nghiệp, không muốn lợi danh, đó là phi lý. Nhưng trái tim linh thiêng có phương cách và quy luật của nó, sâu sắc và hiệu quả hơn lý luận rất nhiều. Thứ hai, thông thường người ta sống hai chiều, đối đãi có qua có lại. Yêu ai tôi yêu, ghét ai ghét tôi, đánh tôi thì tôi đánh lại. Ngược lại, các quy tắc tâm linh thường một chiều và vô điều kiện. Yêu tất cả mọi người vô điều kiện, kể cả kẻ ghét ta, thù ta, hãm hại ta, kẻ phạm tội tày trời, kẻ chống Chúa, chống Phật, kẻ giết người, kẻ bất lương, kẻ áp bức, kẻ bất công, vân vân. Nhẫn nhục với mọi người, mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Khiêm tốn với mọi người cũng vậy. Các quy tắc tâm linh thường ngược với quy tắc thông thường. Thông thường là yêu người yêu mình, ghét người ghét mình. Còn tâm linh là yêu cả người yêu mình lẫn người ghét mình. Thông thường thì làm tốt thì vinh danh, ngược lại tâm linh thì làm tốt thì kín đáo. Thông thường tạo danh tiếng tốt, còn với tâm linh thì không chăm chú vào danh tiếng. Thông thường đòi công bình, tâm linh là không đòi công bình cho mình. Thông thường phải giữ danh dự, tâm linh là làm điều gì cần làm, không cần danh dự. Thông thường phải thông minh, lanh lợi, còn tâm linh là muốn sống an lạc, phải sống như trẻ thơ. Thông thường là tập trung vào cao quý, kiêu kỳ, còn tâm linh là tập trung vào khiêm nhu. Thông thường có nguyên tắc, cuộc sống có nguyên tắc, phải theo đúng sai, tốt xấu, thiện ác, trắng đen, sang hèn, giỏi, dở, quan dân. Còn tâm linh, tâm không phân biệt, vượt lên trên mọi phân biệt, làm điều gì cần làm nhưng không dính cứng vào nguyên tắc nào, vô chấp. Thông thường, mọi người khác nhau, thiện ác, tốt xấu, hữu dụng, vô dụng, xây, phá, chân, ngụy, thánh, ma. Còn tâm linh là Phật tính mọi người như nhau, mọi người đều là con Phật như nhau. Thông thường đời sống tập trung vào ta, vào sự nghiệp đời ta. Còn tâm linh là đời sống tập trung vào độ người, phục vụ tha nhân, vô ngã. Trên đây chỉ là một số điểm căn bản để ta hiểu căn bản của các quy luật tâm linh. Nếu các quy luật của bạn giống quy luật thông thường thì đó có thể là quy luật đạo đức, luân lý hay gì đó, nhưng không là tâm linh. Tâm linh có mọi thứ, kể cả đạo đức và luân lý trong đó, nhưng đạo đức luân lý không hẳn là tâm linh. Và dù gọi là quy luật tâm linh thì tâm linh thực sự không có quy luật. Quy luật duy nhất là không chấp vào quy luật nào cả, kể cả quy luật này. Chúc các bạn tinh tấn. Chuyện tái ông thất mã, hàm chứa đạo lý uyên thâm, ít người thấu hiểu. Một ông lão ở vùng biên ải có con ngựa. Một hôm con ngựa đi mất, họ hàng thân thích đến thăm hỏi, chia buồn. Ông lão lại cười khà khà nói: mất ngựa biết đâu lại là cái phúc. Mấy tháng sau con ngựa trở về, lại có một con tuấn mã của người Hồ theo về.
những người thân quen lại kéo đến xem con tuấn mã và chúc mừng. Ông lão lại chau mày nói: "Tự dưng mà lại được tuấn mã, biết đâu lại là cái họa." Từ khi được con tuấn mã, con trai ông lão thích lắm, thường cưỡi. Một hôm chẳng may ngã ngựa, gãy chân. Người thân quen biết đều đến hỏi thăm, chia buồn. Ông lão chẳng chút buồn rầu nào, thản nhiên nói: "Con trai gãy chân, biết đâu lại là cái phúc." Một thời gian không lâu sau đó, có giặc Hồ xâm chiếm. Trai tráng đều được điều động ra chiến trường. Giặc Hồ rất hung hãn và thiện chiến. Trai tráng 10 người chết đến 9. Con trai ông lão vì què chân không phải đi lính nên đã bảo toàn tính mệnh. Câu chuyện được trích từ tác phẩm Hoài Nam Tử của Hoài Nam Vương Lưu An, cháu nội Hán Cao Tổ Lưu Bang. Ông là người tinh thông đạo thuật. Câu chuyện tái ông thất mã này là minh họa cho một câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử: "Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục." Nghĩa là họa là nơi phúc nương tựa, phúc là nơi họa ẩn nấp. Cái lý âm dương tương sinh tương khắc của đạo gia là trong âm có dương, trong dương có âm. Do đó khi có họa thì ắt cũng có mầm phúc ẩn trong đó, khi có phúc thì ắt cũng có mầm họa tiềm tàng bên trong. Cũng như vậy, khi được thì có cái mầm mất đã nảy sinh, khi mất thì cái mầm được cũng liền có. Khi hiểu được rõ đạo lý này thì chúng ta sẽ thuận theo đạo lý mà hành xử, thuận theo tự nhiên mà sống, không phải bận tâm lo lắng được mất trong cuộc đời. Người không hiểu được đạo lý này cả đời sống trong khổ đau, mệt mỏi, lo lắng được mất hơn thiệt thắng thua, tâm trí không có giây phút nào bình yên, ăn không ngon, ngủ không yên. Có người vì chút lợi còn con giành được liền vui sướng, mất đi liền u sầu. Khi họ hiểu được đạo lý tương sinh tương khắc này thì họ cũng sẽ hiểu có khi mất sẽ đem lại phúc lành, có khi được sẽ mang về tai họa. Từ đó, từ chuyện được mất cá nhân cho đến sự nghiệp của cả đời người, rồi đến vận mệnh của cả quốc gia, dân tộc, cũng như con ngựa của tái ông kia mà thôi. Họa phúc đồng tại, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Theo Phật gia giảng, con người đến với thế gian này là để trả nghiệp và tạo nghiệp. Mọi việc xảy ra với mình đều không phải ngẫu nhiên, đều có duyên cớ, đều do nghiệp và đức dẫn động đem đến. Những gì bất hạnh, bất đắc ý mà mình gặp phải đời này chính là trả nợ nghiệp mình đã tạo trong các đời kiếp trước. Còn những phúc báo, hạnh phúc mình đắc được trong kiếp này chính là đức mình đã tích từ các đời trước. Người hiểu được luật nhân quả, nghiệp lực luân báo sẽ thản nhiên mà đón nhận bất hạnh, họa hoạn, bình thản nhận phúc báo. Họ sẽ không vì bất hạnh mà đau buồn, bi lụy, khổ sở, mệt mỏi. Cũng không vì có phúc báo mà đắc ý, dương dương tự đắc, phấn khích đến mức quên bản thân mình. Khi chúng ta chịu thiệt, chịu khổ, thì đồng thời ác nghiệp sẽ tiêu. Hay khi chúng ta làm việc thiện, thì sẽ được đức thiện tương ứng. Khi chúng ta có được thứ không phải của mình, làm việc xấu, chiếm lợi của người khác, thì chúng ta tạo thêm nghiệp và mất đi đức tương ứng. Pháp lý của Phật gia này hoàn toàn khớp với đạo lý tương sinh tương khắc, trong họa có phúc, trong phúc có họa của đạo gia. Vậy nên cả đạo gia và Phật gia đều dạy chúng ta chân lý: khi thành công chẳng dương dương tự đắc, khi thất bại cũng không nhụt chí nguội lòng, gặp vấn đề chẳng nên cứng nhắc khư khư giữ quan điểm lập trường, mà nên bình tĩnh nhìn trên góc độ khác, bình diện khác, thì vấn đề sẽ nhanh chóng được xử lý hoặc qua đi, rồi việc thuận lợi tốt đẹp lại đến. Người thấu hiểu đạo lý này tự tu dưỡng rèn luyện mình, dần dần sẽ đạt đến cảnh giới tự do tự tại, an nhiên tương hòa, nhìn đời bằng con mắt từ bi, nhìn người nào việc gì cũng thuận mắt, nghe lời nào việc nào cũng lọt tai. Mọi việc xảy đến
thì thuận theo đạo, theo lẽ tự nhiên mà hành xử. Việc qua rồi thì lại thảnh thơi, bình lặng như chưa có việc gì xảy ra. Trí thức xưa, kẻ sĩ đều am hiểu tam giáo, nho, Phật, đạo, nên họ có thể ung dung tự tại, an nhàn du ngoạn hết thời gian thiền định sống trên cõi trần này, để những phút giây qua đi đều không phải nuối tiếc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.